12 năm nay, cô bé nhỏ thó ấy phải đấu tranh chống lại một căn bệnh quái ác. 12 năm, bệnh loạn sản mô khiến chân trái của em mỗi ngày một lớn thêm ra và lở loét. Tuổi thơ của Loan gắn chặt với giường bệnh, bác sĩ, mùi cồn nôn nao và cả những cơn đau dữ dội. Ước mơ được chạy nhảy, được thong thả đi bộ trên đường, xa vời với bé. Thế nhưng, dọc hành trình hơn một thập kỷ ấy, chưa lúc nào Loan đầu hàng số phận. Trong giấc mơ chập chờn mỗi đêm, Loan luôn thấy em có thể tự đứng được trên đôi chân lành lặn của chính mình. Hai bố con anh Minh ở trong căn phòng bệnh này đã gần 5 tháng. Đây là lần thứ hai hai cha con lặn lội từ Việt Nam sang đây để chữa bệnh. Mấy tháng trời bên con, duy nhất một ước mong, con sớm khỏi bệnh để trở về. Cháu nó bị bẩm sinh bị luôn, còn 20 ngày thì đi khám các bệnh viện thì chỉ được giấy hẹn tái khám. Suốt trong 12 năm nay là chỉ có tái khám, không điều trị được cái gì. Cũng rất nhiều, tại cái nhà có người bệnh mà hầu như mất một người nhà chăm sóc rồi. Cháu nó đi lại rất khó khăn, ăn uống cũng kém, mà bệnh tật nó kéo theo triền miên, kinh tế cũng sa sút rồi, nhiều vấn đề khổ lắm. Cháu nó sang đây thì thật sự là đi cũng mười mấy năm nằm viện, nó cũng sợ lắm mà. Cũng rồi động viên cho cháu này cố gắng sang đây, bác sĩ giỏi, các cô bên này đã điều trị một lần đấy, thì không biết bên này phương diện rất là tốt, cố gắng sang đây. Cháu nó cũng nghe lời sang đây, cũng coi gần 5 tháng nay, 5 tháng rồi, ngày nào cũng đau đớn hết. Nguyễn Thị Loan là con thứ hai của một gia đình tại Tân Văn, một xã vùng sâu vùng xa của tỉnh Lâm Đồng. Ngay từ khi còn là thai nhi, Loan đã được các bác sĩ phát hiện phần chân trái phát triển dị thường, to gấp nhiều lần phía còn lại. Thương con, gia đình cố gắng giữ thai, mong chờ một phép màu tới. Thế nhưng, ngày em chào đời, niềm vui chưa kịp vỡ òa thì nỗi lo đã tới. Cô bé Loan, từ lúc đỏ hòn, đã bắt đầu hành trình chống lại căn bệnh quái ác. Chân trái mỗi lúc lại phình to hơn, da căng cứng khiến Loan đau đớn, khóc cả ngày. Lên 3 tuổi, cái tuổi mà bạn bè cùng trang lứa có thể chạy nhảy, vui chơi, thì khối u trên đôi chân của Loan phát triển đột biến, chân trái lớn gấp 6 đến 7 lần chân phải bình thường. Lần đầu tiên cháu đi khám ở dưới bệnh viện Nhi Đồng 1, mà được các bệnh viện địa phương giới thiệu xuống đó, được bác sĩ thăm khám và kê đơn cho gọi là để tái khám thôi. Mới đầu không biết cháu nó bệnh gì, thấy chữ bác sĩ khó, quay vặn lại hỏi bác sĩ là cháu bệnh gì, thì ông bác sĩ không trả lời, là tôi ghi trong sổ. Đấy. Mình mới quay ra nhìn lại lần nữa thì khi nó ngoằng ngoằng làm sao không đọc được. Đi ở ngoài thì bác thấy bế con ra thì bác đi bên cạnh, hỏi ngó sang ông hỏi thăm cháu nó bị làm sao. Thấy người nó bé mà cái chân nó bành bành, nó to quá. Bác thương bác đưa vào trong phòng, lại cái phòng khám, bác nói các cô y tá gì nữa, có thể cho một cái băng thun để cuốn lại cho nó nẹp nó nhỏ lại. Rồi bế cháu về chỗ tôi, chỗ vùng sâu vùng xa. Mấy năm ấy thời nó còn khó khăn, đường đi nó còn như kiểu rừng. Rồi đêm hôm là hai vợ chồng bế
Nhớ ngày nó vào cái trời đêm vào cái mùa mưa năm tháng 6 nó mưa dập, hai vợ chồng nó che cái áo mưa bế nó ra ngoài đường ngồi mấy tiếng đồng hồ để chờ xe. Đi khi đi lên xe thì bế cháu lên thì lúc nó mưa thì cũng lên xe vội thì cũng xa cũng ngồi thôi. Đến khi ngồi trên xe rồi thì xe ông đi thu tiền, ông thấy bế cháu nhỏ, ông hỏi là cháu được mấy tháng rồi, đi đâu để thu tiền xe, tiền lệ phí đường đến đâu đó. Cũng nói mình nói thật chứ, cháu mới được 20 ngày tuổi, thế là người ta nói ầm lên, người ta sao lại mới 20 ngày tuổi mà chỗ lên xe, ý người ta sợ về ảnh hưởng đến người ta. Sau rồi thì mình cũng năn nỉ, hoàn cảnh cháu bệnh tật vậy thôi, thì tôi cũng cho cháu đi để chữa. 38 tuổi, anh Nguyễn Công Đức già hơn nhiều so với cái tuổi của mình. Từ khi bé Loan mắc bệnh, anh cùng vợ trở thành đôi chân bất đắc dĩ của con. Ròng rã suốt gần chục năm trời, mọi thứ của cải đều đội nón ra đi. Thì phép màu đã xảy ra. Trong một dịp đoàn công tác của Hội đồng Phát triển Ngoại thương Taiwan đến thăm Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh, trường hợp của Loan đã được biết đến. Cảm động trước nghị lực của cô bé, tổ chức này đã đứng ra làm cầu nối cùng với Tập đoàn Công nghiệp Hồng Phúc, một doanh nghiệp Taiwan đầu tư nhiều năm tại Việt Nam, giúp đỡ em sang điều trị theo chương trình nhân đạo y tế. Khi lần đầu tiên tôi và đoàn cán bộ thấy Loan và bố cháu sang Đài Loan điều trị, chúng tôi thấy rằng cháu thật sự cần sự hỗ trợ. Bên cạnh đó, y học Đài Loan phát triển rất tốt trong việc điều trị này của cháu. Với một cháu bé đáng yêu như thế này, sau khi được điều trị, cháu sẽ được trở lại thành một cháu bé hoạt bát và đáng yêu. Tiền bạc kinh tế, có những nơi biết có thuốc đấy nhưng mà cũng không đủ điều kiện để đi. Tại Bệnh viện Đại học Y học Tai Trung, Taiwan, Loan được gặp bác sĩ Trần Hồng Cơ, phó viện trưởng, cũng là một trong những bác sĩ giỏi nhất của Taiwan trong việc điều trị các căn bệnh hiếm gặp. Khi được đưa tới bệnh viện, tình trạng của Loan rất xấu. Khi đó em đã 8 tuổi, nhưng chỉ nặng hơn 20 kg. Trong đó, riêng phần chân trái đã chiếm tới 2/3 tổng trọng lượng cơ thể. Qua thăm khám, trực tràng bệnh nhân bị xuất huyết dẫn tới tình trạng đi ngoài ra máu. Thời gian dài,
con mệt là con bị ốm ạ, vì cái chân rất đau. Một phần năm lượng dinh dưỡng bị chiếc chân quái ác nuốt trọn. Ngoài ra, bộ phận sinh dục của em cũng bị biến dạng. Dạ dày phù nề do bị chèn ép, đùi sưng to và lở loét. Thế nhưng mà sinh cháu ra rồi thì đấy không biết nghĩ cái cách gì để mà cứu chữa con. Sau khi tìm hiểu kỹ việc chăm sóc, chữa trị của Loan ở Việt Nam, giáo sư Trần Hồng Cơ cùng các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y học Tai Trung Taiwan chỉ định phẫu thuật. 6 tháng điều trị đầu tiên này, Loan trải qua 8 cuộc phẫu thuật để gọt bỏ bớt phần thịt thừa ở chân trái. Bộ phận sinh dục cũng được xử lý để trở lại bình thường. Thế nhưng, những tường, chuyến xuất ngoại ấy giúp ước mơ của Loan trở thành hiện thực. Nhưng căn bệnh quái ác vẫn chưa chịu buông tha em. Năm 2012, cháu nó sang đây điều trị một lần. Thì cũng thời gian đó là mới bắt đầu. Nên các bác sĩ bên mình vừa nghiên cứu vừa làm thì cũng còn một ít nữa là nó chưa khỏi hẳn. Nhưng vết thương nó chưa liền. Về Việt Nam thì chắc không biết do nhiễm trùng hay thế nào, về Bệnh viện Nhi Đồng 2 điều trị thì càng ngày nó càng lở loét to ra. Và bác sĩ ở Nhi Đồng 2 cũng phẫu thuật cho thêm 4 lần nữa, cũng quét đến xương nhưng mà nó không liền mà nó càng ngày càng bị nặng hơn. Nó thịt nó hư, nó dò dỉ máu nước, cũng đi lại mất mấy 4 năm ở đấy nữa. Thì bác sĩ nói là giờ không chữa được nữa. Rồi chỉ có cắt bỏ chân cũng thì cắt, thì cũng rất là buồn. Đưa cháu về nhà thì được các bác sĩ bên này gọi là sang đây bác chữa lại cho, mới được công ty Hồng Phúc này giúp cho tài trợ cho để sang đây. Mà sang đây thì quá trình thời gian rồi này bác sĩ đã làm hoàn tất cái chân cho cháu. Tháng 1 năm 2016, một lần nữa, thần may mắn mỉm cười với gia đình anh Đức. Với quyết tâm chữa bằng được bệnh cho bé, những tấm lòng thiện tâm từ đất bạn Đài Loan lại tìm cách đưa em xuất ngoại. Bác sĩ Trần Hồng Côn một lần nữa lại cùng với các y bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y học Tai Trung tiến hành điều trị cho bé. Thời gian Loan ở bệnh viện, bác sĩ Côn cùng đồng nghiệp vạch ra nhiều phác đồ để điều trị. Tình trạng nhiễm khuẩn, bội nhiễm khiến thể trạng của Loan yếu hơn so với lần chữa trị đầu tiên ở Thái Lan. Việc điều trị được duy trì trong vòng 6 tháng nhằm loại bỏ những vùng tổn thương rộng trên chân trái, đồng thời giúp Loan nhanh chóng ổn định sức khỏe và đi lại bình thường. Tính tới thời điểm hiện tại, Loan đã trải qua gần chục lần phẫu thuật, trong đó 3 lần thực hiện thao tác trên chân trái, 1 lần mổ lá lách và nhiều lần tiến hành ghép da khác. Khi bé sang lần thứ hai thì triệu chứng bệnh có 4 vấn đề. Hậu môn bị chảy máu, âm hộ biến hình, u của bé bị trồi lên bụng và phần chân thì có rất nhiều dịch.
Chúng tôi đã điều trị khá ổn rồi, chân không bị ra dịch nữa. Trong quá trình điều trị, cháu bị tắc nghẽn phổi thì chúng tôi đã điều trị luôn. Và trong khi điều trị, chúng tôi cũng chữa luôn căn bệnh này. Chủ yếu như 4 dị tật đều đã xử lý hết rồi, tầm 95%. Tuy nhiên, về Việt Nam, môi trường ở Việt Nam có thể không đảm bảo, có thể sẽ phát sinh một số vấn đề. Nếu ở Đài Loan thì thuận tiện hơn và tốt hơn. Có vấn đề gì thì có thể điều trị được luôn. Với khoa học công nghệ hiện tại thì chúng tôi đã điều trị thành công cho nhiều trường hợp. Tâm trạng cũng rất là thương con, cũng mong muốn các bác sĩ và các nền y học phát triển hơn, điều trị cho tốt hơn, cho nhanh khỏi. Cũng mong muốn cho cháu nó sớm được lành lặn, để trở về cuộc sống bình thường. Nó nằm viện nó đau đớn, nhìn cũng xót ruột lắm. Chỉ có ôm con xoa nắn rồi động viên con chứ cũng không biết làm sao được. Đêm như cháu nó không, cả đêm không ngủ được, mình ngồi xoa bụng xoa lưng. Nói cho nó khi nào nó ngủ thì mình ngủ. So với thời điểm còn ở Việt Nam, tình trạng của Loan đã được cải thiện hơn rất nhiều. Các vết đau ở chân không còn lở loét và chảy mủ. Kích thước chân đã giảm đáng kể. Đặc biệt, phần trực tràng bị tổn thương cũng đã được các y bác sĩ của Bệnh viện Đại học Quốc tế Đài Trung xử lý. Theo đánh giá của bác sĩ Trần Hồng Cơ, Phó Viện trưởng Bệnh viện Đại học Y học Trung Quốc, khả năng bình phục của cô bé người Việt là rất khả quan. Vấn đề quan trọng nhất khi trở về Việt Nam là phải giữ vệ sinh, tránh tình trạng viêm nhiễm tái phát như năm 2012. Mới đầu nó lồi cái thịt lên, rồi nó phát triển lớn dần. Trong thời gian lâu thì nó mới bể cái ở trên, rồi nó máu mới nước dịch hôi nó theo ra đó. Lúc con ở Đài Loan về được một tháng thì chân con bị đau. Cháu bị bệnh từ lúc còn rất nhỏ, cháu đã rất kiên trì nhẫn nại và nghị lực của cháu rất là tốt. Có những lúc tim ngừng đập, chúng tôi đã cấp cứu và phục hồi cháu trở lại. Cháu đã rất kiên cường. Đây là một bệnh rất hiếm. Nhiều quốc gia không dám điều trị bệnh này vì trong quá trình điều trị dễ dẫn đến đột tử và trong quá trình phẫu thuật có thể bị tai biến. Trong những ngày tháng chiến đấu, chữa bệnh, với hành trình dài đằng đẵng trên đất nước bạn, những người tiếp xúc với Loan không khỏi ấn tượng bởi nghị lực phi thường của cô bé. 15 tuổi là 15 năm cô bé Nguyễn Thị Loan phải sống chung với căn bệnh loạn sản trong cảnh đau đớn tột cùng, với khối u lớn bằng nửa trọng lượng cơ thể. Thế nhưng, bệnh tật đau đớn là vậy, nhưng Loan lại có một nghị lực phi thường trong học tập. Dù không có điều kiện đến lớp thường xuyên như bạn bè cùng trang lứa, phần lớn thời gian lĩnh hội kiến thức của em trong sách vở là tự học trên giường bệnh. Mỗi lần nhập viện, ngoài lỉnh kỉnh những hành trang cá nhân, thứ mà bé Loan quan tâm nhất là những cuốn sách trang vở. Đó là hành trang không thể thiếu của cô bé tội nghiệp. Vượt lên nỗi đau của căn bệnh hiểm nghèo, kết quả học tập của Loan suốt nhiều năm đều đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường tiểu học Tân Hà 2. Những ngày ở bệnh viện, cùng chống chọi với nỗi đau, ước mơ lớn nhất của Loan là chóng khỏi bệnh để được đến trường. Có hỏi thăm là mấy năm rồi về cháu, nó bệnh tình của cháu tiến triển như thế nào đó. Thì thuốc men ở mình điều trị có phản ứng gì không? Cũng không có gì hết, cũng so đây rồi, cũng tự bên này người ta lo hết. Chứ mình thực hiện chỉ có động viên con là theo con chăm sóc thôi. Còn những vấn đề kia thì đi học thì bác sĩ giúp cho hết. Cũng tranh thủ vào cái dịp hè này đi, cháu cũng muốn là trước cái dịp hè để khỏi bệnh về đi học. Cái bệnh tình cũng không kịp được, cho nên giờ cũng tôi cố gắng chữa cho khỏi rồi về đi học lại cũng.
Chúng tôi rất yêu quý cô bé, mong muốn được khôi phục đôi chân cho Loan để thực hiện ước mơ của cháu. Rất là bất ngờ thì bởi vì trong cái chuyến công tác lần này của chúng tôi khi mà sang Đài Loan thì chúng tôi được nhận được một cái tin là em bé chân voi Nguyễn Thị Loan, người đã được rất nhiều những người Việt Nam biết đến là một trong những em bé có nghị lực phi thường khi mà vượt qua một cái giai đoạn rất là khó khăn trong cái đau đớn bệnh tật khi mà gặp phải căn bệnh rất là hiếm là căn bệnh bị phù chân voi. Và hiện tại thì em cũng đang được các bác sĩ ở Đài Loan tích cực điều trị để có thể trở lại cái cuộc sống bình thường. Vậy thì hiện nay em bây giờ thì chúng tôi đang ngồi cạnh em Loan và chúng ta sẽ cùng trao đổi một số cái câu hỏi để có thể biết được là cái sức khỏe hiện nay của cháu đang như thế nào. Vâng, Loan, cô chào con. Con có thể cho cô biết là bây giờ thì con cảm thấy mình như thế nào, có mệt không? Mình những cái vết thương của mình có đau không? Có. Thế khi mà con đi sang đây thì con thấy cái chân của mình nó bị như thế nào nhỉ con nhỉ? Cái chân của mình á? Nó có đau không? Có. Thế thì khi mà nó đau như thế thì đi sang đây thì ai chăm sóc con, bố chăm sóc con như thế nào nhỉ? Con có nhớ bố mẹ không? Có nhớ mẹ ở nhà không? Có. Thế các bác sĩ ở đây mổ cho con thì con thấy thế nào? Con nói đi. Ở đây có cô y tá, các bác sĩ chăm sóc con rất nhiệt tình. Chân con cũng đã đau hơn ngày xưa. Căn phòng nhỏ của bé Loan, những lời chúc nho nhỏ dán khắp căn phòng, những ước mơ được viết nên từ đôi bàn tay bé nhỏ, và cả những ước mơ từ những đôi bàn tay đã nắm lấy tay em khi em gặp căn bệnh hiểm nghèo. Bạn đang là chiến binh dũng cảm, tôi muốn cho bạn phục hồi nhanh chóng. Những thông điệp nhỏ khắp căn phòng của Loan. Và mặc dù tất cả các nhân viên của bệnh viện đều không thể nói hay hiểu tiếng Việt, nhưng họ đã cố gắng hết sức để tìm cách truyền tải những thông điệp nhỏ ấy đến em. Trong những ngày ở đất bạn Taiwan, cô bé chân voi luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các y bác sĩ tại bệnh viện, cũng như cộng đồng người Việt Nam tại đây. Chính tình yêu không biên giới ấy đã góp một phần không nhỏ trong việc hiện thực hóa giấc mơ đã kéo dài hơn một thập kỷ của cô bé. Ở bệnh viện, Loan có những người bạn nhỏ và cả những người bạn lớn đặc biệt. Những đứa trẻ san san tuổi, khác biệt nhau về ngôn ngữ, nhưng chia nhau từng miếng bánh bên giường bệnh. Và cứ thế, câu chuyện về cuộc chiến đấu để được đứng lên của cô bé Nguyễn Thị Loan đã và đang kết nối những trái tim, những tấm lòng nhân ái. Nghị lực sống của em giúp xóa bỏ mọi khoảng cách về ranh giới, lãnh thổ, tiếng nói và dân tộc. Loan và ước mơ của em ở một góc độ nào đó trở thành biểu tượng của thứ tình yêu nguyên sơ nhất giữa con người với con người. Cảm giác của chúng tôi khi được tiếp xúc với Loan, cháu là một cô bé rất ngoan, rất đáng yêu. Trước đây, dù không quen nhau, nhưng chúng tôi rất có cảm tình với cháu và cũng mong là những sự hỗ trợ của chúng tôi sẽ giúp cháu sớm điều trị thành công. Được cái cháu nó cũng ngoan, nó cũng biết nghị lực. Cháu nó hiểu cho chứ bố mẹ nói là thực sự cái thời gian chăm sóc đấy, nói đấy, nhưng mà nó nghị lực của nó là chính. Nó cũng giỏi, qua 30-40 lần phẫu thuật rồi nó vẫn chịu được, nó vẫn vượt qua được hết. Loan là một cô bé rất giàu nghị lực và kiên cường chống chọi với căn bệnh. Lần đầu tiên tôi biết đến Loan và gần như ngay lập tức tôi muốn níu giữ giấc mơ bước đi của bé. Chúng tôi đã tìm cách và tạo điều kiện để đưa em đến Đài Loan chữa trị. Trong thời gian ở đây, tôi thường xuyên đến thăm và đã rất xúc động khi nhìn em có những tiến triển tốt. Những nỗ lực của Loan
Loan cuối cùng đã được bù đắp. Sau nhiều ngày phải nằm yên trên giường bệnh, một ngày đầu tháng 10 năm 2016, dưới sự hướng dẫn của Viện Phó Trần Hồng Cơ, cô bé Nguyễn Thị Loan đã lại chập chững bước đi trên chính đôi chân của mình. Dù những bước đi còn khó nhọc và phải phụ thuộc vào nạng, dù tập tễnh và nhiều đau đớn, nhưng Loan đã có thể bước đi trên chính đôi chân của mình. Nhiều tiếng vỗ tay, cổ vũ khích lệ, trong nụ cười vui mừng, có cả nước mắt. Mặc dù việc đi lại còn khó khăn, nặng nhọc, nhưng ai cũng tin rằng, rồi đây, Loan sẽ đi đứng vững vàng. Quãng đường em đi, chỉ vài chục mét trong hành lang, nhưng với tất cả mọi người, đó là những bước tiến dài khó tin. Được chứng kiến những bước đi đầu tiên của Loan, tôi thấy rất vui và hy vọng em sẽ sớm khỏi để có thể đi lại bình thường và hoàn thành ước mơ được đến trường của em. Chúng tôi đã rất vui khi nhìn thấy Loan chập chững những bước đi đầu tiên và hiện giờ quá trình chữa bệnh cho cháu đang tiến triển rất tốt. Hy vọng trong thời gian tới, Loan sẽ trở thành cô bé bình thường, được đến trường như mọi đứa trẻ khác. Trong thời gian tới, Loan sẽ tiếp tục được xử lý nốt vấn đề với hậu môn. Và sau giai đoạn này, cô bé sẽ được tập vận động nhẹ để cơ và gân chân trái linh hoạt trở lại. Trải qua hành trình 12 năm chênh vênh trên đôi chân không lành lặn, nhưng trước khi nào Loan từ bỏ hy vọng được đứng lên. Những ngày chữa bệnh ở Thai Trung đã cho kết quả khả quan. Loan và bố đã có thể được ra sân bay đặt vé để trở về trước dịp Tết Nguyên đán. Chân để trở về nhà. Con rất nhớ các bạn ở trường. Con muốn được khỏi chân nhanh để được về với mẹ và được đi học. Điều ước nhỏ nhoi của Loan đã đến rất gần. Cô bé vẫn đang ngày ngày nhìn cả thế giới qua những ô cửa sổ. Cảm nhận thế giới từ trên lưng cha mẹ trong mọi chuyến đi dài. Những bước chân đầu tiên đã bắt đầu chập chững trở lại.